Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Bà Do đã tham gia chương trình của Truyền hình Quốc hội ngày hôm nay. Xin được cảm ơn nhãn hàng Minh Thông Vương Niêu của công ty trách nhiệm hữu hạn Viễn Bằng đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Minh Thông Vương Niêu, sản phẩm của dự án thuộc chương trình quốc gia số CNC02 DAPT13, dùng cho người huyết áp cao, mỡ máu cao, tim mạch, hỗ trợ giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, hỗ trợ giảm đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay.